cuộc đua kỳ thú, Lương Gia Huy tiếp tục bị ném đá ở nhanh như chấp. Có thể nói, người mẫu Lương Gia Huy của đội trắng hiện là một trong những thí sinh bị ném đá nhiều nhất cuộc đua kỳ thú 2019. Đi đua cùng Hoàng Hạnh, rất nhiều lần khán giả bắt gặp được ánh mắt hình viên đạn mà Lương Gia Huy dành cho đồng đội. Thậm chí anh chàng còn mắng Hoàng Hạnh là, ngu. Cư dân mạng nói đùa rằng vì phải đua với một anh chàng nóng tính như Lương Gia Huy nên Hoàng Hạnh luôn cố gắng làm tốt nhất mọi thứ có thể nếu không muốn bị nhận về những cái lương nguyết khó chịu đó. Cuộc đua kỳ thú lương gia huy trừng mắt nhìn đồng đội có lẽ vì những hành động có phần đáng sợ với đồng đội của lương gia huy đã khiến anh chàng mang về lượng anti fan khủng nhất nhì chương trình thậm chí khi lương gia huy tham gia nhanh như trước mới đây cùng mai thanh hà và Jo thì anh chàng cũng bị ghét lây luôn nhiều khán giả nhận ra anh chàng và liền tặng ngay cho những bình luận tiêu cực